Thân mến, Nguyễn Khắc Tâm ca 2 tiếp tục quay bộ phim Khối 2 phường Bến Thủy tổ chức lễ hội kỷ niệm 84 năm ngày đại đoàn kết dân tộc, ngày 18 tháng 11 năm 1930, ngày 18 tháng 11 năm 2014. Bổ sung vào kho tư liệu quý của địa phương là món ăn tinh thần động viên nhân dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư văn hóa đậm đà tình nghĩa sâu nặng, góp phần tích cực xây dựng khối phố ngày càng phát triển vững mạnh, phát huy truyền thống quê hương. Dưới sự lãnh đạo của chi ủy, chi bộ, sự điều hành của ban cán sự khối cùng với sự kết hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong hệ thống mặt trận, đã động viên được toàn dân tham gia hưởng ứng. Không khí vui tươi, sôi nổi của ngày hội được ban tổ chức đầu tư công phu và sự nhiệt tình của các nam nữ diễn viên không chuyên của khối 2 thể hiện hết mình, cống hiến cho khán giả và nhân dân thưởng thức một ngày hội thật là bổ ích và thú vị. Nguyễn Khắc Tâm ca 2 thân tặng chi ủy, ban cán sự, ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể và cùng toàn thể nam nữ diễn viên của khối 2 và các khối bạn những hình ảnh sôi động này để làm kỷ niệm. Bộ phim có thời lượng dài, được chia thành hai tập. Tập 1 là phần lễ và giao lưu bóng chuyền, tập 2 là phần lễ hội, được đăng trên mạng internet để mọi người thưởng thức dễ dàng. Đây là một nguồn động viên vô giá, là tinh hoa của món ăn tinh thần hòa nhập vào lòng người. Các bạn được quyền chia sẻ cho người thân và bạn bè cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiều diễm của ngày hội nhé. Khắc Tâm chúc các bạn hạnh phúc và luôn luôn thành đạt. Bộ phim này được lưu giữ lâu dài trong kho tư liệu của khối 2. Khi vui, lúc buồn, mọi người hãy mở ra xem từ điện thoại, máy tính, iPad, TV có kết nối mạng 3G, mạng Internet. Các bạn hãy vào trang tìm kiếm google.com, đánh Nguyễn Khắc Tâm ca 2 rồi vào mục Tâm Khắc YouTube để xem phim. Nếu cần tư vấn, hãy liên hệ qua số điện thoại 0915690013 hoặc qua hộp thư điện tử Nguyễn Khắc Tâm ca 2 a@gmail.com để hướng dẫn cụ thể hơn. Mời các bạn xem phim. Xin trân trọng cảm ơn. Bão lớn đã lớn đã dậy rồi, chẳng gì ngăn được lửa, cả núi sông cuồn cuộn sức chiều lên. Và để mở đầu chương trình văn nghệ giao lưu chào mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân hôm nay, mời quý vị cùng gặp lại những hình ảnh những người chiến sĩ giải phóng đầy khí thế sục sôi qua ca khúc Bão nổi lên rồi, một sáng tác của Trọng Bằng do tốp ca nam nữ khối 2 biểu diễn. Việt Nam quê hương ta nhiều, từ chi tiết năm qua đến biên ta tới sông biển nhiều ngày vui mừng. Dù đã lắm với mi chiến thắng như thế, rồi dùng chặt nghề Sài Gòn, nằm ở thế cầu dùng tôi tìm buồn. Mặt trận dài pháo hoa tươi bay đủ trời, người hãy đi chiến đấu vai sát vai về nhau cùng vùng lên. Bao tuổi lên rồi, cùng lên.
thôi. Tết mà người ta tươi bao người về rồi. Thank you.
Bye.
Trong xua bóng tối trong buồn ta, sáng lên trăng, sáng
bóng tung bay. Mời quý vị và các bạn cùng ca lên bài hát Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh cùng với đội văn nghệ khối 2. Sân khấu ngoài
quán của Phú đó cả nhà đó. Trái tim em kề bên, nhưng có sao em ơi, em đã xa.